Có một cái vụ này mà mình không biết là mình có nên làm video không. Nhưng mà thôi, mình cảm thấy nó khá là thú vị. Nhiều khi nếu mà đứng trên góc nhìn của người Việt Nam hoặc là đứng trên góc nhìn của những người gọi là có thể phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là giả tưởng, đâu là ảo á, thì sẽ cảm thấy nó rất là buồn cười khi mà những cái chuyện như vậy nó xảy ra cho được. Cho nên chính vì vậy mà mình sẽ làm cái video này chứ. Các bạn có thích xem anime không? Chứ mà là mình rất thích. Và tất nhiên là nếu mà đã có anime rồi thì tức là sẽ phải có những cái tin tức, những cái thông tin liên quan đến những anime đó. Thì dạo gần đây á, là mình gọi là biết được rất là nhiều những cái kênh mà liên quan đến những thông tin như vậy. Chủ yếu là những cái thông tin đó đến từ bên Nhật thôi. Tại vì nếu mà các bạn là người Việt Nam nhìn vào thì sẽ thấy nó rất là bình thường. Chẳng hạn như là cái vụ vừa rồi mình cũng tính nhắc đến nhưng mà mình thấy là nó cũng không có gì quan trọng hết. Chẳng hạn như là trong bộ Ma Lực Của Thánh Nữ Là Toàn Năng ấy, khi mà Sei tháo mắt kiến ra thì nó lại trở thành gọi là một cái chủ đề nóng hổi, một cái chủ đề bị khiếu nại ở bên Nhật. Mình cũng không hiểu tại sao là như vậy. Chắc là có những cái con người thật sự cuồng kính cho nên là mới như vậy. Chúng ta sẽ không nói về chủ đề đó. Thì cái chủ đề ngày hôm nay chính là về một bộ anime có tên là Super Cup. Mình thấy là những cái chiếc cúp này khá là quen thuộc ở Việt Nam chúng ta. Cho nên là mình cũng đánh dấu bộ này các bạn ơi. Bộ này thì mình vẫn chưa xem nhưng mà mình nhận được thông tin là vào tập 6 của bộ này á thì có cái phân đoạn là Kokuma nhân vật chính lái chiếc cúp và chở theo một bạn tên là Reiko ở phía sau. Thì theo như là luật giao thông bên Nhật á thì nếu mà hai bạn mà chưa đủ tuổi vị thành niên á thì không thể nào mà chở nhau như vậy được. Đó cho nên là bị rất là nhiều gọi là người lên ý kiến phản đối rồi nói là trái pháp luật hay là này nọ rất là nhiều. Mình không biết là ở Việt Nam có được quyền lái chiếc cúp và chở hai người như vậy hay không, cái này mình không rõ về luật pháp nhá. Nhưng mà có một điều mình rất là rõ đó chính là anime dù sao đi chăng nữa vẫn là gọi là ảo, vẫn là giả tưởng thôi chứ nó không thể nào mà trở thành sự thật được. Và thực sự là có rất là nhiều người bây giờ không thể nào mà phân biệt được giả với thật nữa các bạn ơi. Họ lấy ra những cái gọi là cái gì ta, những cái cớ bảo là làm như thế là con em hay là con cháu những đứa trẻ sẽ bắt chước theo, nhưng mà ngay cả cái người lớn như họ mà không thể nào phân biệt được đâu là thật đâu là giả đó thì làm sao mà những đứa trẻ có thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Mình chỉ thấy là vụ này nó đứng trên góc nhìn của mình thấy là nó khá là gọi là giảm cho nên là mình mới nói về một chút thôi. Mình cũng muốn làm những cái kênh về anime lắm cho nên là mình mới đi thu thập những thông tin như vậy, nhưng mà hiện tại là mình vẫn chưa đủ khả năng để mà gọi là làm một lúc hai kênh như vậy. Nếu mà mình có khả năng rồi thì chắc mình sẽ làm nhé. Nhưng mà theo mình thấy thì nếu mà cứ tiếp tục như này, nếu mà con người cứ tiếp tục gọi là phát triển theo chiều hướng như thế này thì mình nghĩ là đến một lúc nào đó thì trẻ con sẽ không được xem Tom và Jerry nữa, bởi vì hai đứa đó là không bao giờ mặc quần áo cả. Vậy nhé.